Ok mọi người, tất trước tiên mà em review những cái dòng chim mà bữa nay em bán á, thì trước tiên em xin review cho các anh xem chè lửa chống đua Nhật Nguyệt. Thì bé này phải nói là hot rất là ok rồi. Và đuôi của nó là có một bên đuôi lao trắng. Có nghĩa là những anh em chơi mà phải nói chơi đẳng cấp thì người ta sẽ gọi đây là chè lửa âm dương, còn có những cái người người ta sẽ gọi nó là chè lửa Nhật Nguyệt. Nó trắng hết nguyên một đuôi nha mọi người nha. Đó. Rồi, bây giờ em sẽ giới thiệu và cũng như là em sẽ báo giá cho các anh xem. Đó đó, cái đuôi nó trắng ha. Nhưng mà mùa này á thì lông nó rất là cũ ha, lông đuôi nó cũ, nó tưa hết luôn nè mọi người nè. Nó chưa thay lông. Rồi, đó. Thì chè lửa này á, cái trước tiên á em giới thiệu sơ về những cái đặc điểm cũng như là những cái thông tin về những cái dòng chim này. Cái thứ nhất, chim này là chim mới từ rừng về. Nhưng mà em nuôi nó ăn cám rồi, hót ngon lành luôn rồi. Đó, cũng khá dạn ha. Thì nó có một cái móng cò đây 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 bên tay. Nếu mà nó đứng thẳng mặt về phía mình á, thì cái móng phía bên phải, phía ngoài bìa bên tay phải ha, thì nó không có ôm cầu. Móng thì vẫn đầy đủ, vẫn bấu bám, nhưng mà có một cái móng đó bên tay phải, nó không có ôm cầu. Chim này thì em không thể nào biết được là đuôi nó là bao nhiêu, thì các anh cũng thấy rồi, cái đuôi của nó rất là cũ, lông đuôi rồi nó tưa rồi, nó bị gãy rồi tùm lum hết á đó. Cho nên là em không biết được cái chiều dài này của đuôi này là bao nhiêu, nhưng mà cái lúc mà thợ gửi cho em là hai cái đuôi của nó, hai đuôi lao của nó cũng khá dài, nó lúc đó nó khoảng chừng 16, dài 16 cm mà đuôi nó tưa tưa như thế này nè. Đó thì nó có một cái đuôi gọi như là Nhật Nguyệt rồi. Thì chim em đã nói rất là rõ rồi ha, có một cái móng biên bên cái ngón út đó, đó các anh đang nhìn ở bên này nè, cái ngón út của nó là nó không có ôm cầu, nhưng mà móng thì vẫn còn đầy đủ. Rồi cái giá của nó là 7 triệu nha mọi người nha. Chứ nếu mà nó không có bị lỗi về cái thứ nhất là đuôi nó không, nếu mà đuôi nó đẹp nè, bây giờ em nói sơ về cái nếu mà chim đẹp nha, ví dụ như là cái đuôi của nó đẹp nè, cái móng của nó không bị hư nè, không không ôm cầu á, cái móng của nó nếu mà như là bình thường nè, cái đuôi của nó mà đẹp nè, thì cái giá các anh cũng thấy rồi, em bán ra từ 10 triệu tới 11 triệu hoặc là từ 9 triệu, đó là cái giá mà nó rẻ nhất nếu mà chọi lựa đuôi Nhật Nguyệt. Còn đây là chim mới nhưng đã được em nuôi qua cám, và cái thứ hai nữa là đã thẩm định cái giọng hót rất là ok đó, cho nên em bán cái giá rẻ do là chim nó bị có một cái móng nó không ôm cầu, thì cái giá của nó là 7 triệu nha mọi người nhé. Rồi bây giờ em review cho các anh xem, bữa nay là có hoét non nè, than non nè, rồi có than truyền nè, lửa mái nè, lửa truyền nè. Ok mọi người ha. Hello tất cả mọi người, hôm nay là thứ năm ngày 30 tháng 6, thì bữa nay em về được một số các cái loại chim, ví dụ như là chòe than truyền chống mái, chòe lửa truyền chống mái, có chim non, có chim lớn nữa mà chưa biết là chim gì. Thì chút xíu em sẽ review, em sẽ ra thật là chi tiết và em sẽ quay cũng như là nói em báo giá ha, báo giá ở trên cái clip ha. Rồi, nói chung là bữa giờ làm mini game cũng khá nhiều, và bữa nay coi như là sẽ thả những cái cạc điện thoại vô trong cái đoạn clip bất cứ lúc nào ha. Đó, cho nên anh em mà xem mà tua nhanh mất quyền lợi ráng chịu nha. Để em xem coi. À quên, có một cái câu chuyện nó rất là buồn cười. Rồi, đợi em tí xíu để em lấy cái dao rọc giấy của em tách những cái thùng này ra rồi em sẽ nói tiếp cho các anh xem. Ê, nghe nha mọi người nha. Rồi bữa nay là coi như là được có 5 thùng chim thôi nha mọi người nha. Bữa nay có 5 thùng chim thì có chè lửa nè, có chè lửa truyền chống mái nè, rồi có những cái tổ chim non nè, rồi có chè than truyền chống mái nè. Đó. Rồi chút xíu em sẽ ra những cái dòng chim lớn cho các anh xem ha, những cái dòng chim mà nó đã trưởng thành rồi. Còn bây giờ em sẽ review cho các anh xem những chú chim non. Hiện tại thì ở đây có một tổ chè than ha, chim là chim thiên nhiên, không phải là chim chạy ha, chim chạy nó mắc lắm. À quên, nhắc chim chạy mới nhớ. Thì cái tổ chè than hôm bữa em có đăng á, giá là 12 triệu 500 á, thì đã có anh trai ảnh mua ba bé rồi, còn một cặp ha. Còn một cặp chè than chim bông á, chòe than bông chim non đó cũng cỡ cỡ như thế này nè, lớn hơn này tí xíu ha, đã ra tổ và đã biết ăn sâu rồi ha. Thì còn một cặp như vậy giá là 5 triệu rưỡi nha.
Rồi còn cái này là chòe than ngoài tự nhiên thì giá là 300k một bé, tổ 3 bé nè. Bên này có tổ cũng 3 bé nè. Rồi. Bên này là huyết lửa non ha, huyết lửa non tổ này có 2 bé. Thì huyết lửa non á giá là 800 tổ này nè. Tổ này giá là 800k. Còn tổ bên này giá là 1 triệu lẻ 50. Đó có nghĩa là nó nhiều thì nó rẻ, nó ít thì nó mắc. Đó. Ok mọi người ha, đó thì em giới thiệu sơ lại với lại tất cả mọi người là bữa nay là có 4 tổ than, ấy 4 tổ chim non, thì một tổ huyết lửa này 3 bé, giá là 1 triệu lẻ 50. Tổ bên này giá là 800k. Rồi, chè than thì 900k một tổ ha, tổ 3 bé. Đây, tổ 3 bé ha. 300k một bé, tổ 3 bé có nghĩa là giá là 900k. Rồi đó tiếp tục cái câu chuyện là ngày hôm qua có một cái anh trai ở ngoài Quảng Ngãi đó rất là ngầu luôn. Chiều hôm qua 4 giờ mấy em đang đi đón con em đi học á, cái anh gọi điện thoại: anh ơi anh có chòe than không? Dạ có anh. Sao anh? Em bắt 4 con chòe than, một cặp chòe lửa chuyền, anh có không? Có anh, gửi xe về Quảng Ngãi giùm em đi. Ok, chuyển khoản nha anh. Ok anh, để em chuyển khoản cho nhưng mà tuần sau em mới chuyển. Dạ thưa, ở đây em bán chim em lấy tiền tươi không à, chứ em không có phải là quỷ tín dụng đen ha, trả chậm, không có chơi trả chậm nha. Em không có tính tiền lời đó, chim mấy anh thích thì mấy anh mua, chứ không có cái chuyện mà anh ơi gửi chim cho em đi tuần sau em mới gửi tiền. Hôm nay là thứ năm, hôm nay là thứ năm mà ngày hôm qua là thứ tư mà anh kêu tới tuần sau, có nghĩa là còn 6 ngày nữa anh mới chuyển tiền cho em. Em kêu thôi anh ơi anh chịu khó anh để dành tiền, tuần sau anh đủ tiền thì anh gọi điện thoại anh mua, tại vì chim ngày nào em cũng về hết đó, anh thông cảm nha. Đó cái ok, để em suy nghĩ lại. Dạ anh cứ suy nghĩ dạ. Ở đây em chơi tiền tươi không à. Rồi bây giờ em sẽ review những cái dòng chim lớn cho tất cả mọi người cùng xem và sẽ báo giá trực tiếp ở trên cái clip ha. Chúc tất cả mọi người một cái ngày mới thật là nhiều niềm vui. Chúc tất cả mọi người thật nhiều niềm vui, cũng như là hôm nay là ngày cuối tháng rồi, lúa về nặng túi rồi, để em ra chiêm gái cho nó đỡ mất thời gian của mấy anh. Hãy nhấn vào đăng ký để theo dõi. Rồi coi như là review xong chim non rồi, bây giờ tới review chim lớn nè. Ở bên này là than mái ha, than mái chuyền ha. Thì than mái chuyền bên này là để em coi coi, hình như là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bé than mái ha. Và có 3 lửa mái đuôi ngắn. Than mái thì có 150k thôi nha, khỏi cần quay. Đó, nói chung là đẹp. Rồi bên này nè, review cho các anh xem ha. Lửa mái giá là 250k nha. Lửa mái này lửa mái bội mà đuôi nó cũng khá dài, em không có đo đuôi. Đó, mà đuôi thì bản lớn khá dài ha. Giá là 250k một bé ha. Rồi. Bên này là lửa mái ô số 8 nha. Lửa mái này ô số 8 thì giá chỉ có 200k thôi. Bên này cũng vậy nè, bên này là ô số 9 cũng 200k nha. Chỉ có riêng một cái bé là số 7. Nói chung là số 7 thì nó đẹp quá cho nên là xin thêm 50k. Đó, giá là 250k ha. Đây có số 7 ở trong nè. Đây nè, lửa mái này nè, đẹp lắm. Ô số 7. Mùa này nó rất là hiếm lửa mái nha mọi người nha. Mùa này đang mùa sinh sản. Rồi, chòe than mái thì chắc khỏi cần review rồi ha. À quên, có một bé than bội lông cũ à, giống như ngày hôm qua, than bội ha, giá là 350k. Đó, lông nó cũ rồi, anh em về ôm lông phải nói rất là ok ha. Nuôi mà nó có mùa lông ở lòng á là phải nói rất ok. Rồi bây giờ là chòe than chuyền chống chuồng số 1. Rồi, bên này là chuồng nha, bên bên những cái ô này là than mái, còn bên này là chuồng nè. Phải nói mẫu rất là to và xòe ha, bữa nay là coi như là cuối tháng sale sập sàn luôn. Có nghĩa là bán giá chỉ có 400k thôi nha. Than chuyền chống mẫu phải nói là rất là to và xòe nè. Đó, giá chỉ có 400k thôi nha. Đây, chuồng số 1 nè. Rồi, qua này chuồng số 2 nha. Chuồng số 2 đúng, phải đúng to luôn đó. Đúng to và đúng gấu luôn đó. Gấu lắm. Đây là chuồng số 2 nha. Giá là 400k. Rồi, qua này. Qua này chuồng số 3 nè. Đó, cứ mà review chòe than chuyền chống đều đồng giá 400k nha mọi người nha. Cái này là cuối tháng anh em nặng túi mà em lại sale cái giá xuống cho nó rẻ cho anh em mua cho nó nhanh nè. Tại vì bữa giờ các anh cũng thấy rồi, ngày nào cũng mười mấy hay là mấy chục chòe than chuyền chống không à. Đó mà em đâu dám quay nhiều đâu.
quay ít ít thôi chứ quay nhiều nó nhức đầu lắm. Rồi bên này là chuồng số 4 nha. Chuồng số 4 nè, đó, những cái dòng này anh em có thể nuôi cho nó thay lông xong anh em gột nó thành võ sĩ được ha. Tại vì bé nào cũng cái mỏ giống như cái búa vậy á. Rồi bên này ca sĩ nha chứ không phải là võ sĩ nha. Đây là chuồng số 5 nè, mỏ ngắn. Mỏ ngắn lắm. Đó. Hai cái mí nó trắng rất là đẹp ha. Đó, đây là chuồng số 5 nha. Đó thì tất cả những cái dòng chim mà em đang review cho các anh xem á đều đồng giá là 400k ha, truyền chống, than truyền chống. Rồi, bên này nữa nè. Bên này là chuồng số 6 nha. Chuồng số 6, đó, than truyền mà nó to còn hơn than bội nữa. Các anh đi ngoài tiệm những cái tiệm chim á, người ta bán chim á, than bội chưa chắc gì to bằng than truyền của em. Tại vì ngày hôm qua em kia em có đi rồi. Em đi mua những cái đồ phụ kiện dùm cho mấy ông anh á. Em ngó, em tia thử, em để ý thử, trời ơi. Đúng là tiền nào của đó. Rồi bên này là chuồng số 7 nha. Đó, nè, coi nè, đứng nè. Đứng nhỉnh nhỉnh xè xè nè. Đó, đây là chuồng số 7 nha. Rồi bên này là chuồng số 8 nè. Wow. Mẫu phải nói là to xòe lắm luôn. Wow. Đây chuồng số 8 nha. Chuồng số 8 là toàn là chơi lồng màu hường. Rồi bên này là lửa truyền chống. Đó, truyền chống đuôi tôm ha. Bé này đuôi tôm. Đây là chuồng số 9 nha, đuôi tôm. Giá 450k. Đây nè, để em quay kỹ kỹ lại cho các anh xem thấy. Mới có xíu xíu mà đuôi nó tôm, nó cong đã chưa. Lên cầu, lên cầu, lên cầu. Lên, 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 lên. Bé là đuôi tôm đẹp lắm luôn nha. Mới tí xíu à mà đuôi tôm đó. Ui trời ơi, đứng mới nghe em hít gió gây đứng nó tạch tạch đã chưa. Đây là lửa truyền chống ha, giá là 450k. Đó, cái đuôi nè, đuôi tôm đẹp lắm. Thì những cái dòng truyền như này anh em về nuôi rất là dễ ha. Dễ vô cám, dễ nuôi, khỏe mạnh. Đó, không có như chim bội. Tại vì chim bội thường là cái mùa này nè, nuôi nó dễ bị bị lật bánh xe lắm. Là do là cái mùa này ở đang mùa sinh sản và cái mùa thay lông, cho nên là nó không có được khỏe mạnh giống như những cái dòng chim truyền này ha. Rồi bên này thì một cặp chè lửa truyền chống mái, một cặp ha. Một cặp như thế này giá là 700k, chim mái là 250k và chim chống là 450k ha. Đó, nguyên một cặp hai bé. Đó, mái đứng ngoài là chống đứng trong. Đây, để em quay nó kỹ kỹ lại ha. Rồi đây, chống đây. Thì phân biệt chè lửa truyền chống và truyền mái nó rất là dễ ha. Cái thứ nhất, chim chống thì cái ức của nó rất là đậm. Cái thứ hai nữa là cái lông báo ở trên, lông báo chống nó sẽ có màu đen ha. Còn chè lửa mái á, thì thường là cái ức nó lợt và cái lông trên lưng hoặc là lông trên ngay chỗ ức á, thì nó sẽ không có màu đen, nó sẽ là màu xám. Rồi bên này là chuồng số 11 ha, lửa truyền chống nữa nè. Bữa nay là có được 4 chè lửa truyền chống. Đẹp lắm luôn nha. Đó, rất là đẹp ha. Giá yêu thương 450k. Rồi bên này. Đây. Đây là chuồng số 12. Trời ơi, cái chuồng phải nói là nó tả tơi. Giấy báo hôm bữa bà chị bà mới đưa cho quá trời luôn mà quên chưa có lót nữa. Do là mấy bữa nay là những cái chuồng mà ở phía dưới như thế này em không có để chim. Đó, do là cho nên là chưa kịp dọn dẹp vệ sinh ha. Chút xíu nữa em sẽ lót lại những cái dây báo cho nó sạch sạch ha, rồi thay nước đồ này nọ ha. Bữa giờ coi như là chim không có để phía dưới này cho nên là lười, không có dọn vệ sinh. Rồi, hôm nay là coi như là để em điểm danh lại coi. Hôm nay là có 4 chè lửa truyền chống nè, 3 lửa mái bội nè, 1 mái truyền nè. Chè than truyền chống thì có 8 bé nè. Chè than truyền mái thì có 6 bé và 1 bé than bội. Rồi than non thì có 6 bé 2 tổ. Rồi hoét lửa cũng có 2 tổ. Đó, bữa nay là coi như là chỉ có được mười mấy hay hai mấy bé gì đó. Nói chung là nãy giờ em chưa đếm kỹ nữa. 12, 18 thì khoảng chừng 20 mấy 30 bé thôi chứ không có nhiều ha. Rồi, hôm nay á là cái thứ nhất. Hôm nay em sẽ làm mini game chè than nha. Bữa nay không có thả cạc nữa. Bữa nay là làm mini game chè than. Thì anh em nào mà đoán trúng giúp em ba cái số cuối ngẫu nhiên của đại sổ số đại chính ngày chiều ngày hôm nay ha. Ba cái số cuối thì
em sẽ tặng cho các anh là một cặp chòe than chuyền chim trống nha. Một cặp than chuyền trống đó. Bữa nay là không có cái bữa nay không có chơi cái giải an ủi nữa, chơi giải đặc biệt thôi. Anh em nào đoán trúng ba cái số cuối của giải đặc biệt sổ số chiều nay ha, đại chính chiều nay, thì em sẽ tặng cho các anh là hai chòe than chuyền trống. Rồi bây giờ nói sơ về cái cách tham gia thì anh em chịu khó bình luận giúp em là chòe than rồi ba cái số ngẫu nhiên của mấy anh chọn ha. Rồi đó, rồi nhớ ghi là bốn cái số cuối điện thoại của các anh nữa nha. Rồi xong đó thì cái bình luận, à quên, cái vụ này quan trọng lắm nè. Cái này thì cái phần này thì em không thể nào em giải thích được cho mấy anh nè. Vì sao mà có những cái bình luận nó bị ẩn thì cái đó mấy anh lên Google các anh xem ha. Vì sao bình luận nó bị ẩn thì nó ở trên Google sẽ có rất là nhiều người giải thích lý do vì sao mà cái bình luận của các anh nó bị ẩn đi. Đó, chứ em không có rảnh. Thí dụ như một ngày á, thí dụ như em làm những cái event, những cái mini game á, thì một ngày á, một cái clip em đăng như vậy á, cái bình luận thì nó khoảng chừng 300 tới 500 cái bình luận. Mà từ 300 tới 500 cái bình luận thì em chẳng có biết được cái số nào mà nó chiều mà nó sổ số cả. Cho nên là em không thể nào mà em chọn những cái số mà nó bị ẩn đi được. Nếu như em biết được cái số nào mà kết quả sổ số chiều mà nó sổ ra thì em cũng đi mua vé số để em trúng rồi. Chứ em chẳng có hơi đâu mà em ngồi em lựa mà em biết được cái số nào nó ra để em làm cho nó ẩn đi. Ở trên YouTube thì nó sẽ có một cái con bot nó quét. Thì đôi khi những cái bình luận của các anh bình luận YouTube nó tưởng đâu là spam. Đó, spam có nghĩa là những cái kênh giả mạo hay là những cái tài khoản coi như là ít sử dụng, hoặc là anh em chỉ cần bấm vô clip cái bấm cái bình luận cái là xong. Rồi xong anh em thoát ra thì cái đó là bên YouTube nó sẽ tự động nó quét của mấy anh thôi. Chứ anh em chẳng có rảnh rỗi mà em biết được cái số nào mà để em làm nó ẩn đi cả. Rồi, bye bye và xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người một cái ngày mới thật là nhiều niềm vui cũng như là lúa về đầy túi. Đó. Rồi bây giờ để nói sơ về cái gì. À quên nữa, nhớ. Anh em nhớ bình luận nha. Nhớ bình luận ở trong cái clip chứ không phải là nhắn tin qua số điện thoại hoặc là Zalo của em đâu nha. Anh em bình luận ở trên cái clip giúp em nha mọi người nha. Rồi bye bye, chào, hẹn gặp lại.